Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Vùng Núi Tây Bắc của mình. Hiện tại thì mình đang có mặt tại đường Bắc Sơn, phố chợ đêm Kỳ Lừa nhá. Đấy, tại phố này thì có vẻ bán rất nhiều cái món đặc sản của Lạng Sơn. Bây giờ mình mời mọi người theo mình đi khám phá xem có những món đặc sản gì nhá. Xin mời mọi người. Mọi người ơi, ở đây ở khu phố chợ đêm Kỳ Lừa này nổi tiếng là món đặc sản của Lạng Sơn là những món vịt quay này, lợn quay này. Đấy thì đây họ bán rất là nhiều các con vịt quay, lợn quay đấy. Thì đây họ bán rất là đắt khách luôn. Đấy có ngày họ tiêu thụ đến phải 100 con vịt đấy mọi người ạ. Thank you.
cái gì? Quá đam mê. Nó có đau không? Đầu đi. Cái con trên 5.000. Em 5.000, con này hai. Con này là 115 không đầu. Ủa con này em lấy không đầu rồi đấy. Cũng có con. Đúng rồi. Cháu đúng không? Nó nguội đi một tí còn không được rồi. Hết con này, hết con này đi. Trong mặt bao nhiêu con? Chiến cả đầu nhá. Nắng rồi, nén cả đầu đi. Cả đầu với hai nhà. Thì nhà không có ai ấy. Hai nhà và ăn cả đầu cùng nhau cùng con. Con của thì em có để cất đầu nha. Bạn ai? Không cho hết mà cho dọn hết đi. Bao nhiêu đấy hả chị? 3. Sớm thì khách cần gói đi, tầm khách cần tập đi ăn.
Còn đó. Anh này chắc hôm nay anh này anh đặt khách nhất trường hôm nay rồi mình ạ. Anh chặt mình thấy mình đứng đây được khoảng 30 phút, hơn 30 phút rồi mà anh ấy chặt không ngừng tay luôn. Hai vợ chồng chặt không nghỉ, rất là đắt khách luôn. Anh ấy hôm nay phải tiêu thụ phải hết hơn 100 con mọi người ạ. Đây mọi người, mình đứng sai này, anh ấy chặt nước bắn tung tóe hết lên người mình luôn này. Về hết xung quanh luôn. Anh ấy chặt thịt phải gọi là cao thủ rồi, rất là nhanh. Hôm nay chắc mình mổ nhiều chó lắm ấy cô nhỉ?
thì mỗi ngày hơn chục con. Ừ, mỗi ngày hơn chục con ạ. Mỗi ngày hơn chục con cả. Có nhập về ăn sống thôi, còn thì 9 ngày chỉ 2 con một ngày. À. Mỗi tháng thì 3-4 con thôi. Cái nhà có mổ hay là nhập về? À, khắc thịt anh ạ. À. Bán cả sống cả chín luôn. Vâng. Thế sống là ban ngày bán ạ? À? Sống bán ở dưới kia, sống bán ở dưới. Sống bán ở ngoài này. Sống bán ở dưới sống bán ở dưới. Chào anh ơi. Trên này là thịt hấp đúng không cô ơi? Trên này là thịt hấp ạ. Cái này 30.000 một lạng, bỏ hết xương rồi. Bỏ hết xương rồi, 30.000 một lạng. Còn cái này là cái canh hả cô? Cái này là rượu mận. Rượu mận à? Rượu mận này thì bán 25 một lạng. 25 một lạng. Cân trên thịt xong cho nước vào xong. Cái này là canh măng này. Canh măng này mình bán theo bát 20 hoặc 30.000. Tùy theo nhu cầu khách ăn đấy, ăn bao nhiêu thì bán bao nhiêu. Còn cái dồi này mình bán bao nhiêu? Cái dồi này thì 150 một cân tổng hợp kim ngan đấy. Hoặc là khách ăn thích ăn rồi không thì cũng được, tùy theo nhu cầu của khách. Cảm ơn cô nhá.